tôi đi đâu ấy? Này, tôi hỏi là anh chở tôi đi đâu đấy? Anh bị điếc à? Này! Tôi hỏi anh là anh chở tôi đi đâu? Anh bị câm à? Con chó này! Bố mày nói cho mày biết, đã là cà phê ấy, thì bố mày chở đi đâu thì mày phải đi đấy. Hiểu chưa con vò đẻ tiền? Tôi nói cho anh biết, không có tôi ấy thì anh đừng mơ anh kiếm được tiền, nghe rõ chưa? Mày nghĩ mày là cái gì? Không có tao bảo kê thì con phò nát như mày làm được cái gì? Tôi là con phò nát thì cái loại như anh ấy là loại cặn bã, loại xúc sinh. Con chó này. Ai? Đánh phụ nữ không đáng mặt đàn ông đâu. Anh Nam, người quen. Sao? Mày định làm anh hùng cứu gái ngành à? Ai? Ăn nói cho tử tế vào. Thế nào là tử tế? Mày thử hỏi nó xem, nó có bây giờ có phải là gái ngành chính ngạch không? Em bây giờ không phải là Tuyết của ngày xưa nữa đâu. Đấy, mày nghe thấy chưa? Mày nghe thủng màng nhĩ chưa thằng kia? Nó bây giờ là cà ve rồi đấy. Con chó này. Con chó này. Mày. Mày. Mày mà còn đến gần Tuyết dù chỉ một bước chân ấy, tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Chúng mày nhớ đấy. Anh, trưa mình đi ăn trưa nhá. Em mới biết một quán rượu ở đầu ngõ, ngọt cực luôn. Em đúng chuẩn tâm hồn ăn uống đấy. Nhưng mà đợi anh đi tí việc nhé, xong rồi mình đi ăn nhé. Vâng ạ, anh nhớ về sớm đấy nhá. Về muộn ý là không có chỗ ngồi đẹp để ngồi đâu. Ừ, anh nhớ rồi. Đi nhá. Ừ. Ơ à. Sao? Không. Được rồi. Ơ à. Đợi anh lâu không? Tại công việc căng thẳng quá, mãi anh mới xong. Sao bây giờ anh mới về? Em biết mấy giờ rồi không? Mặt anh làm sao đi kìa? Anh lại đánh nhau đúng không? Em bảo anh bao nhiêu lần rồi, hốt ngày chứng nào tận đấy đấy. Anh xin lỗi, lần sau anh không dây với bọn nó nữa. Mới bún riêu rồi, anh mua tạm suất cơm, em ăn đi cho nóng nhé. Anh không phải đánh trống lảng, em nói bao nhiêu lần rồi, suốt ngày đánh nhau thôi. Anh xin lỗi, lần sau anh không thế nữa đâu nhé. Thế anh định làm như thế nào để giữ lời hứa của anh? Anh thề. Thề mà thề năm ngón tay á? Nhớ nhá. Nhớ là không bị đánh nhau đấy, nhớ chưa? Em xem nào. Anh ăn gì chưa? Ăn với em nhé. Đâu, xem nào. Ui, ngon thế. Anh bị làm sao này? Tay anh làm sao đấy? Có đau không? Anh chỉ xây sát tí thôi. Anh lại đánh nhau đúng không? Em nói anh bao nhiêu lần rồi, nói sao anh vứt đi như thế à? Anh làm sao đấy hả? Anh xin lỗi, lần này chỉ là bất đắc dĩ thôi.
bỏ qua cho anh nhá. Mà người ta đau thế này mà còn giận người ta hả? Thôi được rồi, lần cuối anh nhớ chưa? Em mà còn phát hiện ra là anh đi đánh nhau với hộ kia nữa ấy, là chúng mình chia tay đấy nhá. Thôi được rồi, đi ra nhà đi. Đi. Anh đến rồi à? Đồ của em này. Em cảm ơn nhá, may quá. Anh Nam. Ai đây Tuyết? Đây là anh Phong, bạn của em đấy. Em nhờ anh ý mang ít đồ cho em thôi. Chào anh Nam. Không dám. Chào anh Phong. Anh nói kiểu gì đấy? Đây là bạn của em đấy. Bạn của em? Có mà đang cưa cẩm nhau thì có. Nam nữ bạn bè quái gì? Anh nói cái gì đấy? Ai cưa cẩm ai? Đúng rồi anh Nam ạ. Tôi chỉ mang đồ cho Tuyết thôi mà. Kinh quá nhờ. Còn bênh nhau chầm chập. Đấy là tôi ở đây ấy. Còn như vậy ấy, không biết sau lưng tôi thì làm những cái trò gì rồi hả? Anh nói kiểu gì đấy hả? Nghiệp rất bình tĩnh. Chó chó đất bỏ ra. Chó này. Anh đang làm cái gì đấy hả? Sao suốt ngày anh chỉ biết đánh tấm tôi thế? Tôi không thể nào nó chịu đựng được anh nữa rồi. Chia tay đi. Chia tay đi. Chia tay. Cô đi theo nó đi. Được. Tôi sẽ đi theo anh Phong. Còn hơn ấy là đi theo một người suốt ngày đánh đấm như anh. Anh có sao không? Anh không sao. Đi. Em có thích không? Đẹp anh à? Tuyết, anh cần nói chuyện với em. Anh đi về đi. Tôi với anh không có chuyện gì nói hết. Mình không thể kết thúc như vậy được. Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Ông không nghe Tuyết nói gì à? Làm người thì có liêm sỉ chứ. Mày cầm bổ ngay, đây không phải việc của mày. Anh bỏ ra. Anh làm cái gì đấy hả? Anh bỏ ngay kiểu hành xử giang hồ của anh đi nhá. Tôi bây giờ là bạn gái của anh Phong rồi. Tôi không cho phép bất kỳ một ai xúc phạm anh hiểu chưa? Cái gì? Bạn gái của anh ta? Em bị làm sao vậy Tuyết? Tôi chẳng làm sao cả. Anh ấy chăm sóc tôi, yêu chiều tôi. Tốt gấp trăm gấp nghìn lần anh đấy. Tự hỏi tại sao tôi không theo anh ấy? Hả? Em... Anh thôi đi. Tôi mệt mỏi với anh lắm rồi. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy bản mặt của anh nữa. Anh nghe rõ chưa? Mình đi thôi. Hôm nay mày đặt đưa người ta về nhà nữa. Em uống nước đi. Em cảm ơn. Ngồi chờ anh một lát nhé. Vâng ạ. Anh Phong ơi. Anh Phong, em thấy thế nào, được không anh Giai? Được đấy. Hàng của em mày lại hàng được rồi thì anh à? Đây, đây. Anh bỏ cho chúng. Em xin.
như thế nào nữa. Từ giờ phút này em đã trở thành một con ca ve chính hiệu rồi. Kỳ ông anh, tiếp tục đi. Này, cần hàng thì cứ gọi em nhé. Em cảm ơn, em tự làm được. Em có làm sao không? Em không sao, em quen rồi. Quen rồi à? Vậy hắn ta hay đánh em lắm à? Hồi đấy mới chia tay anh, em bị hắn ta lợi dụng, xong là bây giờ em thành như thế này. Em không có sự lựa chọn nào khác. Một phần lỗi cũng là do anh. Hồi đấy giá mà anh không sốc nổi, ghen tuông vớ vẩn thì... Thôi, chuyện cũ rồi, anh đừng nhắc lại nữa. Anh nghĩ em nên cắt đứt với cả Phong đi. Anh cũng đã cảnh cáo hắn ta rồi, em không phải sợ đâu. Anh Nam, em nghe tin là anh bị đánh, anh có làm sao không? Không, anh không làm sao. Em không phải lo lắng quá đâu. Anh cứ chủ quan như thế, em lo lắm. Giới thiệu với em, đây là Tuyết, một người bạn cũ của anh. Em chào chị ạ. Chào em. Còn giới thiệu với em, đây là anh, vợ sắp cưới của anh. Vợ sắp cưới của anh á? Chúc mừng hai người nhá. Em cảm ơn chị ạ. Hôm nào thì em cưới, chị qua để chung vui nhá. Khi nào anh gửi thiệp cho em nhé. À mà anh ơi, công ty đang cần mình, anh và em bây giờ về công ty luôn nhá. Thế thôi, anh về trước nhá. Khi nào mà cần ấy thì cứ gọi cho anh. Vâng, hai người bận cứ về trước đi ạ. Em chào chị ạ. Oh, sorry!